Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh truyền thông Trần Phú Thái Bình chúng tôi đang có mặt tại giáo họ Thọ Lộc thuộc giáo xứ Nguyệt Lãng, giáo phận Thái Bình. Hôm nay chúng tôi đến đây để tác nghiệp một tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho một đôi tân hôn thuộc giáo họ Kính Danh giáo xứ Đồng Quan được kết duyên với một thành viên nơi cộng đoàn giáo xứ nơi đây. Vâng, thánh lễ được diễn ra vào lúc 7 giờ. Trong khi đoàn nhà trai đến đây sớm, chúng tôi có thời gian để tham quan nhà thờ. Và các bạn chúng ta đang nhìn thấy đây là nhà thờ giáo họ Thọ Lộc. Vâng, với mái ngỏ đỏ tươi. Ngôi nhà thờ rất xinh xắn. Nhà thờ xa xa chúng ta còn nhìn thấy được những cây nhãn còn giữ lại. Vâng, cây nhãn cổ còn giữ lại. Nhà thờ ngay sát tại đường quốc lộ. Đây là xe của đoàn nhà trai chúng tôi lên đây. Người chúng ta nhìn thấy trong khuôn viên thánh đường của giáo họ Thọ Lộc có lẽ không rộng lắm, nhưng lại rất tuyệt vời khi có một cái ao phía bên phải nhà thờ. Và nơi đây có đài Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ được làm dưới ao. Chúng tôi thấy công trình rất cầu kỳ, rất đẹp. Và chung quanh cái ao đây có đường rước. Có lẽ mỗi dịp và lễ thì cộng đoàn nơi đây sẽ rước quanh tượng đài Chúa Giêsu vào trong nơi giáo họ để nhà thờ để thánh lễ. Nhà thờ các cháu đang chơi bóng đá. Vâng. Nơi khu vực ao đây có hai cột cờ. Vâng, có hai cột cờ này có lẽ cũng rất là cao. Vâng, bằng tim nước thiết kế bằng cột sắt. Đây là chiếc cầu đến với linh đài Chúa Giêsu là vua. Vâng, sẽ từ thấp đến cao qua các cung đoạn của các nhịp cầu. Lên chúng ta nhìn thấy cũng thấy rất là đẹp. Đây là linh đài Đức Mẹ La Vang của giáo họ. Một điều chúng tôi thấy cảm thấy rất vui khi thấy có các cháu nhỏ cũng như các bạn thanh niên đến đây để tham gia vui chơi thể thao trong buổi chiều. Vâng, các em không chơi game, các em không chơi điện tử, iPad, điện thoại mà các em đến với sinh hoạt thể dục thể thao ngoài trời như thế này là rất thuận lợi. Vâng, là rất đẹp, rất có ích. Vâng, nơi thánh đường là nơi trung tâm cầu nguyện, cũng là nơi sinh hoạt của giáo xứ giáo họ. Vâng, các sinh hoạt cũng là những nơi để bà con đến đây tham quan, nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe và nơi các cháu vui chơi. Ngày nay giáo hội luôn rộng mở cửa để các cháu vui chơi gần với nhà Chúa. Cảm lấy cái lời thánh đường trở lên một nơi sinh hoạt rất vui vẻ cho cộng đồng dân Chúa mọi nơi, đặc biệt là các vùng thôn quê là một nơi sinh hoạt. Làm lên một cái sức sống niềm vui trong ơn thánh Chúa và niềm vui trong đời sống gia đình của mỗi người chúng ta. Vâng, thánh đường chúng tôi cảm thấy rất đẹp khi còn những cây nhãn, có những cái bóng và có những cái hàng đế, ghế đá ngồi như thế này. Cảm nhận thấy một cái lời rất đẹp cho mọi người trong sứ đạo đến đây nghỉ ngơi, đặc biệt là những lúc nóng bức, những ngày lao động mệt nhọc.
giáo họ Thọ Lộc thuộc giáo xứ Nguyệt Lãng, giáo phận Thái Bình. Chúng tôi nhìn thấy hai đầu nhà thờ còn những cây nhãn. Vâng, cây nhãn có vòng một sải tay như thế này. Và mỗi người chúng ta bình thường cũng rất dễ dàng đánh giá rằng cây nhãn này có độ tuổi phải hơn 100 năm nay. Vâng, cũng là lúc mà là thời điểm mà giáo họ lên đây để xây dựng nhà thờ. Cây nhãn qua dòng thời gian đã vươn rất cổ kính và rất đẹp, tỏa bóng mát cho cộng đoàn nơi đây và cũng đánh dấu được những mốc lịch sử của những ngày xây dựng nhà thờ nơi đây. Chúng tôi từ giáo hạt Kiến Sương mà chúng tôi nhìn thấy cây nhãn này, chúng tôi cũng tự nhiên đánh giá rằng nhà thờ đây đã phải ít nhất phải có hơn 100 năm nay. Khi chúng tôi nhìn thấy những cây nhãn như thế này, cây cổ thụ như thế này. Đây là đài Thánh Đa Minh. Vâng. Chúng tôi nhìn thấy niên hiệu được xây dựng năm 2017. Đây là phía đầu nhà thờ. Kính thưa quý vị các bạn, chúng tôi luôn luôn gửi đến quý vị các bạn trên kênh Trần Phú Thái Bình những hình ảnh mà mỗi khi chúng tôi bước chân đi đây đi đó, để như một quang cảnh, như một nét đẹp, như một gia đình, để quý vị một bức tranh để quý vị tham quan. Chúng ta cảm nhận được cái nét đẹp của giáo phận Thái Bình qua mỗi bước chân của chúng tôi, của kênh truyền thông. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn bình an và hạnh phúc, và luôn luôn tìm được cái niềm vui gì đó, khám phá được cái gì đó trên kênh Trần Phú Thái Bình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.